Avalokiteshvara. Namo Avalokiteshvara. Namo Bhutan Vandeya. Bồ Tát Quan Âm thương xót trần gian, khắp chốn tâm thanh cứu độ thế nhân, thoát khỏi cảnh lầm than. Bồ Tát ban ân trong cõi trầm luân, cứu giúp chúng sanh thoát nạn tai sợ hãi. Cùng nhau thành tâm chỉ niệm Quan Âm, sống thanh thản bình an, không còn bất hạnh đau thương. Quan Âm đại sĩ danh hiệu viên thông, mười hai nguyện lớn phát khởi từ tâm, tâm thanh cứu khổ phụng sự dân thân, vẫn dù ba cõi giúp người bình an. Con về nương tựa không còn lang thang. Bồ Tát Quan Âm cứu thế độ sanh, ba mươi hai thân phù hộ nhân dân, chín hoa nghiệp tham sân như áng mây lành, thương nhìn chúng sanh, nhị căn viên thông luôn tâm thành cứu khổ. Quán từ bi tâm, quán tình quán chân, quán trí tuệ thâm thâm, thoát sinh tử trầm luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để buổi lễ diễn ra trang nghiêm như pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni cùng quý Phật tử lãnh đạo khởi thân để niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh hòa thượng Thích Minh Hồng khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cung thỉnh quý ngài an tọa, kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý lãnh đạo chính quyền thị xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hải. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng sanh nghiệp tội như bụi trần, luân hồi vô lượng kiếp xa xăm, Bồ Tát hóa duyên tùy phương tiện, dẫn về bậc trí thoát mê lầm. Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng từ bi rộng lớn. Ngài thương chúng sanh như con đỏ, ở đâu có khổ nạn, Ngài liền hiện thân, dùng phương tiện để cứu độ, học theo hành nguyện của Bồ Tát để trở thành một ứng hóa thân của Ngài, đem tình thương trang rải khắp mọi nơi nhằm xóa đi khổ đau, hận thù là vai trò của người quan Phật. Với mục đích lan tỏa những điều cao quý đó mà hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2023, Chùa Quan Âm Đông Hải long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để hình tượng và hành nguyện của Ngài trường tồn trên mảnh đất Chùa Quan Âm Đông Hải để cho chúng sinh được nương nhờ ơn tế độ. Đó chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Quan Lâm chứng minh, chúng con xin thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Thạnh, Phó trưởng Ban Thường trực, trưởng Ban Tăng sự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm trưởng ban pháp chế Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin thành kính giới thiệu sự quan lâm chứng minh và chủ trì buổi lễ hôm nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự, trụ trì Chùa Quan Âm Đông Hải. Chúng con xin thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nhật Quang, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiền Nguyện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin được giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Định Hương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Trung Túc, trưởng Ban từ thiện xã hội Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin thành kính giới thiệu Thượng tọa Thạch Thuôn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Quy, trưởng Ban nghi lễ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Về phía chính quyền, xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Hùng, Bí thư Thị ủy thị xã Vĩnh Châu. Chúng tôi xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện của ông Lưu Quốc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Vĩnh Châu. Xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện của ông Trà Khun, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Vĩnh Châu.
xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Chí Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu. Về phía đại diện xã, xin được thành kính giới thiệu ông Phan Văn Tuấn, Bí thư xã Vĩnh Hải. Và xin nhiệt liệt chào đón, thành kính giới thiệu Chư Tôn Thiện Đức, Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần và đồng bào Phật tử tại địa phương, hơn 400 người đã hiện diện tại lễ đài sáng hôm nay, xin được thành kính giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình. Một, phát biểu khai mạc của Thượng tọa trụ trì. Hai, phát biểu của người bảo trợ. Ba, trao tặng bằng tuyên dương công đức. Bốn, tặng hoa chúc mừng. Năm, phát biểu của Giám đốc Công ty Xây dựng Tượng đài Bồ Tát Quan Âm. Sáu, phát biểu của đại diện chính quyền. Bảy, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Phần nghi lễ. Một là khóa lễ Bắc Tông. Hai, khóa lễ Nam Tông. Ba, lễ xúc đức xây dựng móng cọc tượng đài Bồ Tát Quan Âm. Bốn, chụp hình lưu niệm. Và giờ này, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự, trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải, phát biểu khai mạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Thạnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cùng quý Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa ông Ngô Hùng, Bí thư Huyện ủy thị xã Vĩnh Châu, cùng quý vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban dân vận thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. Kính thưa quý Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử hiện diện, thật là diễm phúc lớn lao đối với Tăng đoàn và Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải khi sáng hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2023, dầu bận rộn các Phật sự, nhất là trong mùa dân nghi Katina của cộng đồng Phật giáo Nam Truyền, quý Tôn Đức vì thương tưởng Tăng đoàn và Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải đã dành thời gian quý báu có mặt vào sáng hôm nay để chứng minh và làm lễ khởi công động thổ xây dựng tượng đài Quan Âm Đông Hải. Và nhân dịp này, thay mặt Tăng đoàn Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải, chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Tất cả các Phật tử hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để bày tỏ lòng hân hoan. Nhân dịp này, thành kính tri ân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trong suốt những năm qua đã ủng hộ, giúp đỡ tận tình từ các thủ tục giấy tờ cho đến các sự kiện Phật Pháp. Nhờ đó và sinh hoạt tu học của chùa Quan Âm Đông Hải được thuận lợi cho đến ngày hôm nay. Và cũng thành kính tri ân lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu cũng như xã Vĩnh Hải, đặc biệt là ông Ngô Hùng,
mà nguyên là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và nay là bí thư thị xã Vĩnh Châu, rất tận tâm và giúp đỡ mọi phương diện để các công trình và hạng mục xây dựng của chùa Quan Âm Đông Hải được thực hiện một cách thuận lợi và thành công. Tất cả cộng đồng Phật tử dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh đạo tỉnh và thị xã Vĩnh Châu cũng như là xã Vĩnh Hải. Hiện nay, thế giới vẫn còn đó một số nơi diễn ra chiến tranh vũ trang, bao gồm Ukraine ở châu Âu và dải Gaza giữa Israel và khủng bố Hamas. Số người chết ngày càng gia tăng, hận tù lan tỏa khắp mọi nơi, tất cả bị đổ nát, chiến tranh phân ly tan tóc. Ý thức hệ đã làm cho con người phân chia, trở thành bạn và thù. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm ba mặt đứng cao 32 mét tại chùa Quan Âm Đông Hải hướng về Biển Đông có ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc. Biển Đông cần được bảo vệ như một phần độc lập chủ quyền cao quý thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Và do đó, tượng đài Bồ Tát hướng mặt về Biển Đông thể hiện sự bảo hộ độc lập chủ quyền và sự bình an của các cư dân vùng duyên hải. Bồ Tát Quan Thế Âm là cách dịch từ chữ Avalokiteshvara trong tiếng Sanskrit. Ở ngữ căn tiếng Sanskrit, Avaloki có nghĩa là nhìn xuống, ở đây có nghĩa là nhìn xuống cuộc đời. Ishvara là bậc tâm linh hay là bậc chí tôn. Avalokiteshvara do đó có thể dịch sát nghĩa là bậc chí tôn nhìn xuống soi thấu thế gian. Từ đó, các dịch từ trong chữ Hán có hai từ phổ thông. Theo Ngài Huyền Trang thì dịch là quán tự tại, tức là bậc thầy tâm linh quán chiếu cuộc đời một cách tự tại thông dong để mang lại bình an trên cõi đời. Các bản dịch còn lại dịch là Quan Thế Âm hay là Quán Âm, nghĩa là quán chiếu những lời đau khổ, bi thương của con người trên quả địa cầu, ở chỗ này hay chỗ khác, quốc gia này hay quốc gia kia, kịp thời có mặt, lắng nghe với lòng cảm thông sâu sắc, từ đó tìm ra các phương pháp thích hợp tốt nhất để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau. Tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm vì thế khi được dựng lên tại ngôi chùa mang tên tôn hiệu cao quý của Ngài sẽ mang các ý nghĩa biểu tượng sau đây. Thứ nhất, về chiều cao 32 mét là dựa vào kinh Phổ Môn, một phẩm thứ 25 trong kinh Hoa Sen Chánh Pháp tuyệt vời, gọi nôm na trong Hán Việt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài ra, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm cũng đề cập đến hạnh nguyện cao quý của vị Bồ Tát giàu lòng từ bi và lòng tử tế. 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong các kinh vừa nêu phản ánh sự nhập vai xuất sắc của vị Bồ Tát, mà thông qua đó bất cứ vai nào được thủ vai, Ngài đều tạo cơ hội cho những người hữu duyên, người yêu quý mến, người có thiện cảm với đạo Phật lần lượt trải nghiệm con đường tỉnh thức mang giá trị trị liệu và chữa lành. Theo đó, các nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Đó là sứ mạng cao cả mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm. Mặc dù không phải là con người lịch sử thật,
Trên quả địa cầu này, Bồ Tát Quan Thế Âm đến từ một quả địa cầu khác, có tâm nguyện lớn để cứu độ nhân sinh trên quả địa cầu của chúng ta. Do đó, 32 mét chiều cao tượng trưng cho 32 ứng thân hay là sự nhập giai của Bồ Tát Từ Bi. Thứ hai, tượng Phật đứng này được làm bằng chất liệu đá granite từ Trung Quốc và có ba mặt. Mặt thứ nhất là khắc họa hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm theo phong cách kiến trúc nghệ thuật Ấn Độ, nơi Đạo Phật đã phát nguyên. Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ 12 khi Hồi giáo đã trở thành chủ nhân chính trị của đất nước này, tàn phá một cách tàn khốc các Phật tích, trong đó có các tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và do vậy, tái khắc họa lại kiến trúc mỹ thuật của Bồ Tát Quan Thế Âm theo phong cách Ấn Độ cho chúng ta thấy Ngài có một thân thể người nam và cơ thể hình chữ V rất là hảo tướng, mà vốn là các điều kiện cần thiết để một vị Bồ Tát lần lượt trở thành Phật. Như vậy, ngoài biểu tượng từ bi giúp đỡ cuộc đời vượt qua khổ đau thì Bồ Tát Quan Thế Âm còn là một người có 32 tướng hảo, và trong tiếng Sanskrit thường gọi là tướng đại nhân Mahabukkala Lakhana. Tướng đại nhân là tướng đặc biệt, là tướng nhân tài, là tướng trí tuệ, mà theo đó, đó sự nhập thế mang lại lệ lạc cho nhân sinh. Ở mặt thứ hai và mặt thứ ba, khắc họa tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm với chiếc áo Nhật Bình và chiếc áo tứ thân, một cái là của văn hóa từ Huế trở vào mũi Cà Mau, và áo tứ thân là tượng trưng cho văn hóa y phục pháp phục ở miền Bắc. Như vậy, với sắc phục này đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm được khắc họa tại chùa Quan Âm Đông Hải trở nên rất gần gũi và thân thiết với người Việt Nam. Trên cộng đồng Phật giáo thế giới tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm tại Trung Quốc và Việt Nam được khắc họa dưới hình thức một người nữ. Có lẽ ảnh hưởng từ nền văn hóa mẫu hệ mà người mẹ thì có tấm lòng thương yêu những đứa con đồng đẳng với nhau, và điều đó giúp cho chúng ta liên tưởng về lòng từ bi và sự tử tế của vị Bồ Tát đặc biệt này. Các nước Đại Thừa còn lại gồm có Ấn Độ, Nhật Bản và Tây Tạng, cũng như là những nước ảnh hưởng từ Phật giáo Mật Tông gồm Mông Cổ và Nga, đều khắc họa Bồ Tát Quan Thế Âm đúng với nguyên bản của Phật giáo Ấn Độ có thân tướng là một người nam. Tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm ba mặt tại chùa Quan Âm Đông Hải sẽ dung hòa cả hai trường phái Phật giáo Đại Thừa ở các nước nêu trên. Về nguyên bản gốc của Ấn Độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ có thân tướng nam, và hai phiên bản còn lại thì Bồ Tát Quan Thế Âm có thân tướng người nữ để biểu tỏ lòng từ bi, và Bồ Tát Quan Thế Âm thân tướng nam để biểu tỏ trí tuệ qua tinh thần quán tự tại, tức là quán chiếu bằng trí tuệ một cách thông dong để cứu độ nhân sinh. Điều thứ ba, giá trị biểu tượng của tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca giới thiệu hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm là người hiến tặng niềm vui không sợ hãi. Trong kiến trúc Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ, tượng Đức Phật đứng quan trọng nhất, được khắc họa nhiều nhất tại các Phật tích mà hiện nay được trưng bày các viện bảo tàng khổ học, khảo cổ học tại Bồ Đề Đậu Tràng, tại Sarnath và nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ, thì tượng thân Phật đứng được gọi là tượng Abhijja, có nghĩa là vô úy.
trong tiếng Việt hiện đại là không sợ hãi vì không còn khủng bố và chiến tranh cũng như các hình thức hận thù và oan trái. Từ Đức Phật đứng này, tay phải được ngửa ra và hướng về bầu trời, tay trái duỗi xuống song song với đùi phải, tượng trưng cho trạng thái thông dong tự tại nhờ thực tập và truyền bá bốn chân lý thánh, vốn là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Như vậy, khi Bồ Tát Quan Thế Âm có danh hiệu là người ban tặng niềm vui không sợ hãi, nhắc nhở tất cả chúng ta để đạt được niềm vui đó, việc thực tập bốn chân lý thánh được Đức Phật công bố lần đầu tiên tại vườn Nai cho năm bạn đồng tu là rất cần thiết. Bốn chân lý thánh này bao gồm: thứ nhất, thừa nhận sự thật khổ đau và các thử thách đang diễn ra xung quanh chúng ta; tránh ba thái độ tiêu cực, thái độ đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, thái độ phớt lờ vì như thế là liều mạng, thái độ cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế là làm cho cảm xúc trở nên bất hạnh. Bước thứ hai, truy tìm các nguyên nhân khổ đau từ động cơ và thái độ tâm lý, gồm tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Bước thứ ba, thừa nhận niết bàn, hạnh phúc tối thượng, không bị vô thường và điều kiện hóa, có thể thực hiện được bây giờ và tại đây, ngay kiếp sống hiện thực này. Bước thứ tư, thực hiện chánh đạo gồm có bốn phương diện, gồm có ba phương diện. Về phương diện trí tuệ gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về phương diện đạo đức gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về thiền định gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Biểu tượng vô ý của Bồ Tát Quan Thế Âm theo đó sẽ trở thành là sự khẳng định phương pháp luận tâm linh của Đức Phật công bố cho nhân loại. Ở biểu tượng thứ hai, đó là tâm từ bi và lòng tử tế. Lòng tử tế trong tiếng Pali là Karuna, được hiểu là cảm thông sâu sắc nỗi khổ niềm đau của con người và các loài động vật. Tâm bi là thế, và tâm từ trong tiếng Pali là Metta, có nghĩa là nỗ lực mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. Như vậy, lòng tử tế và tâm từ bi chính là hai phương diện nhập thế rất quan trọng mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã thực hiện từ rất nhiều kiếp trước, khi còn là Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc là Tổ Phật Quan Âm, hoặc là 32 ứng thân. Và ở biểu tượng này nhắc nhở chúng ta hãy trở thành một cánh tay nối dài của Bồ Tát Quan Thế Âm, một dự phần của con đường Bồ Tát hạnh mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm, và trở thành những người thực hiện hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm qua các hoạt động an sinh xã hội, dấn thân nhập thế, đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Ở biểu tượng thứ ba, Bồ Tát Quan Thế Âm mang lại niềm hòa bình khi hận thù oan trái đã được xóa bỏ trên nền tảng tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự cộng tồn, tôn trọng giá trị lợi ích của các bên. Đó là ba ý nghĩa biểu tượng rất sâu xa mà tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm mang lại cho cộng đồng Phật tử. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các quý Phật tử, tổng chi phí cho việc xây dựng tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm ba mặt bằng đá cao 32 mét, hơn 45 tỷ đồng. Riêng phần móng cọc thì khoảng 6 cho đến 6 tỷ rưỡi đồng Việt Nam. Phần tượng đài khoảng 40 tỷ đồng. Phần trang trí mỹ thuật thêm một vài tỷ đồng. Đó là một cái công trình lớn. Nhân dịp này, thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải, thầy Tán Dương, gia đình Phật tử Bùi Thị Trúc Quỳnh, pháp danh Giác Từ Bi,
cùng một số anh chị em lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đã phát tâm cúng cho tượng đài. Riêng phần móng cọc và trang trí mỹ thuật thì vẫn cần thiết đến sự phát tâm của cộng đồng Phật tử gần xa để góp phần giúp cho tượng đài sớm thành công mỹ mãn. Theo kế hoạch dự kiến, hôm nay là cuối tháng 9 âm lịch, vì vào ngày 19 tháng 9 âm lịch năm 2024 sẽ khánh thành tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm. Lẽ ra vào giờ phút này, giám đốc của công ty xây dựng của Trung Quốc chịu trách nhiệm thi công công trình chính đã có mặt tại đây, nhưng vì trục trặc chuyến bay tối nay mới đến kịp do quản chuyến bay, và rất tiếc phần phát biểu của ông giám đốc công ty sẽ không có diễn ra. Và mặc dù không có mặt, ông cũng đã gửi lời nhắn nhủ sẽ nỗ lực hết mình để hoàn tất công trình kịp tiến độ xây dựng vào năm sau. Nhà rất mong cũng vào thời điểm khánh thành đó, cung thỉnh quý tôn đức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng như lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu cùng quan lâm chứng minh hộ niệm gia trì cho công trình mang lại phúc lệ cho số đông, cho cộng đồng Phật tử ở tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh thành lân cận. Công trình tâm linh của Phật giáo khi được thành tựu bao giờ cũng nhờ đến đóng góp của nhiều người. Trước nhất là công đức gia trì của chư tôn đức tăng ni. Thứ hai là sự phát tâm đóng góp tình tài của cộng đồng Phật tử gần xa. Và thứ ba là sự yểm trợ giúp đỡ về phương diện pháp lý và các thủ tục liên hệ của chính quyền tỉnh và thị xã Vĩnh Châu. Một lần nữa, thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải, chúng con và chúng tôi thành kính tri ân quý tôn đức và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu. Mong sao cho tượng đài sẽ trở thành biểu tượng về thực tập vô úy, thực tập từ bi, lòng tử tế và hòa bình trên nhân thế, và phù hộ cho đất nước Việt Nam đời đời kiếp kiếp được độc lập, chủ quyền bền vững, không còn bị là nạn nhân của các cuộc xâm lăng vũ trang và các cuộc xâm lăng xâm chiếm như trong lịch sử chúng ta đã từng bị. Và mong cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn thịnh, để theo đó mọi người cơm no áo ấm, nhà nhà hạnh phúc bình an. Xin hồi hướng công đức xây dựng tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải đến tất cả các quý Phật tử, các mạnh thường quân và những người có tấm lòng yêu quý mến đạo Phật, để theo đó hướng đến đạo Phật tỉnh thức có giá trị trị liệu các nỗi khổ và niềm đau. Thành kính tri ân và bái tạ. Và thay mặt tăng đoàn Phật tử chùa Giác Quan Âm Đông Hải, thành kính tuyên bố khai mạc lễ khởi công động thổ xây dựng tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm. Tất cả hoan hỷ dâng cao tràng vỗ tay để đón mừng sự kiện trọng đại này. Tiếp theo chương trình là lời phát biểu của đại diện người bảo trợ. Xin kính mời Phật tử Giác Từ Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Thích Minh Hồng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa ông Ngô Hùng, Ủy viên Thường vụ tỉnh Sóc Trăng, Bí thư Thị ủy thị xã Vĩnh Châu và các vị lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu cùng các vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa quý tôn đức thành viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa sư phụ Thích Nhật Từ, quý tôn đức tăng ni, quý lãnh đạo chính quyền các cấp, quý vị Phật tử, khách mời thân mến. Hôm nay là một trong những ngày lễ trọng đại của chùa Quan Âm Đông Hải, lễ khởi công xây dựng tượng Bồ Tát Quan Âm đứng ba mặt, cao 32 mét,
tại chùa Quan Âm Đông Hải do sư phụ Thích Nhật Từ làm trụ trì. Thay mặt cho nhóm anh chị em quỹ đạo Phật ngày nay là những mạnh thường quân đã phát tâm cúng tượng Bồ Tát Quan Âm, con vô cùng hoan hỷ được sư phụ trao cơ hội đầy đủ duyên lành này. Trước hết, con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả quý chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đồng tu đã cống hiến không biết mệt mỏi để chúng con biến giấc mơ này thành hiện thực. Niềm tin và sự tận tụy của quý vị đã làm nguồn sáng chỉ dẫn Phật tử suốt cuộc hành trình này. Hôm nay, chúng ta chứng kiến lễ động thổ xây dựng tượng để một năm sau trở thành một kiệt tác tâm linh, một nơi hành hương không thể không chỉ mang lại sự tôn kính mà còn là biểu tượng của lòng từ bi vô hạn, sự cứu khổ độ sinh và trí tuệ vô biên. Bồ Tát Quan Âm đứng ba mặt, hay còn gọi là Bồ Tát Quan Âm, tượng trưng cho bản chất cứu nhân độ thế của đạo Phật, sự biểu hiện của lòng từ bi vô tận và sẵn lòng giúp đỡ tất cả chúng sinh bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Trong một thế giới thường bị che phủ bởi sự hỗn loạn và sự khổ đau, tượng Bồ Tát Quan Âm sẽ trở thành điểm đến của hy vọng, mang đến bình an cho những người tìm kiếm an lạc, hạnh phúc, thoát khỏi những khổ đau và thử thách trong cuộc sống. Khi hoàn thành tượng đài, chùa Quan Âm Đông Hải sẽ là nơi linh thiêng, nơi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội có thể đến chiêm bái, cầu nguyện và tìm thấy hòa bình và lấy cảm hứng từ các chân lý của Đức Phật. Việc xây dựng tượng Bồ Tát Quan Âm đứng ba mặt này không chỉ là thể hiện lòng tận tụy mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết và rộng lượng của tinh thần phụng sự cộng đồng. Bức tượng Bồ Tát Quan Âm không chỉ là biểu tượng của đức tin và tôn kính mà còn là một minh chứng sống về lòng từ bi và sự nhân ái không biên giới. Khi chúng ta bắt đầu công trình quan trọng này, hãy nhớ về sự quan trọng của đoàn kết và sự hợp tác. Như ba mặt của Bồ Tát Quan Âm tượng trưng cho lòng từ bi, trí tuệ và lòng dũng cảm. Hãy sống với những phẩm chất này khi chúng ta cùng nhau làm việc để hoàn thành tượng đài thiêng liêng. Chúng con nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho thế giới hòa bình, nước Việt Nam phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an. Nguyện hồi hướng công đức lành này cho toàn thể pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Tiếp theo chương trình là phần trao tặng bằng tuyên dương công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ trụ trì trao tặng. Sau đây là những lẵng hoa tươi thắm do đại diện lãnh đạo các cấp sẽ dâng tặng lên cho chương trình lễ hôm nay. Đầu tiên là lãng hoa của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Thạnh, Phó trưởng Ban Thường trực, trưởng Ban Tăng sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lên trao tặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng Thích Thiện Thành, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư cùng quý cô bác Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa cùng toàn thể các đồng chí, thì trong cái buổi sáng hôm nay bản thân tôi rất là vui mừng, rất là vinh dự được đến tham dự buổi lễ đồng thổ xây dựng tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trên địa bàn của chùa Quan Âm Đông Hải, được tọa lạc tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Trước tiên cho phép tôi thay mặt cho thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu trân trọng gửi đến quý vị và thượng thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư cùng toàn thể quý đại biểu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vào ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại mảnh đất linh thiêng đóng trên địa bàn của ấp Vĩnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, chùa Quan Âm Đông Hải được chính thức khởi công vào ngày 25 tháng 12 năm 2019. Qua một cái thời gian được triển khai các hạng mục công trình, đến nay hình hài các cái hạng mục công trình của chùa đã được hình thành khá nhiều cái hạng mục. Trong đó theo bản thân được biết thì có cái chánh điện phụ, hai khu tăng xá, cổng chùa và các hạng mục cơ sở hạ tầng trên địa bàn của chùa Quan Âm Đông Hải. Với một cái thời gian cũng chuẩn bị và triển khai rất là chu đáo thì cũng đã thu hút được rất là quý khách đến tham quan, chiêm ngưỡng chùa Quan Âm Đông Hải cũng như là tham quan cái phong cảnh đẹp của xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Và hôm nay là cũng là một ngày rất là tốt đẹp, như Thượng tọa Thích Nhật Từ đã thông tin, thầy chùa Quan Âm Đông Hải tiếp tục làm lễ khởi công tổng thổ xây dựng tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng tôi nghĩ rằng khi những cái hạng mục công trình Bồ Tát Quan Thế Âm được hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ góp phần rất lớn cho chính quyền địa phương thực hiện công tác phát triển du lịch. Bên cạnh đó cũng sẽ góp phần trong cái việc là thu hút bà con Phật tử ở các địa phương nơi xa đến chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp của chùa Quan Âm Đông Hải, trong đó có hạng mục Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì chính quyền địa phương qua lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi để chủ đầu tư triển khai hạng mục Bồ Tát Quan Thế Âm đáp ứng theo cái lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng mong rằng chủ đầu tư cùng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao chúng ta hoàn thành những cái cơ sở pháp lý để triển khai các hạng mục công trình đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì theo chúng tôi được biết, từ khi hình thành chùa Quan Âm Đông Hải tọa lạc trên ấp Bình Kỳ, xã Bình Hải, thị xã Vĩnh Châu, thì phải nói rằng chủ trì chùa Quan Âm Đông Hải đã phối hợp rất là chặt chẽ, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho đồng bào Phật tử của thị xã Vĩnh Châu nói chung và xã Vĩnh Hải nói riêng được đến chiêm ngưỡng và tham quan những cái phong cảnh đẹp của chùa Quan Âm Đông Hải. Và bên cạnh đó, trong cái từ khi chùa Quan Âm Đông Hải được hình thành trên địa bàn của thị xã Vĩnh Châu, thì phải nói rằng chủ trì của chùa Quan Âm Đông Hải đã hỗ trợ và tạo điều kiện hết sức thuận lợi, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn của thị xã Vĩnh Châu nói chung và xã Vĩnh Hải nói riêng được có vui xuân đón Tết. Thì nhân cái buổi lễ hôm nay, thay mặt cho chính quyền địa phương,
thành thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của thị xã Bình Châu đã trân trọng tha thiết mong mỏi chủ trì chùa Quan Âm Đông Hải nếu có điều kiện hãy tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn của xã Bình Hải được vui xuân đón Tết trong thời gian sắp tới. Nhân cái buổi lễ hôm nay, thay mặt cho thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, một lần nữa xin kính chúc quý bà thượng thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư cùng quý cô bác thập tử có mặt trong buổi sáng hôm nay vui khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng Minh, Chứng Minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ban lời đạo từ. Chúng con đi đầu cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, trong thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, kính bạch Thượng Tọa Thích Nhật Từ, ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải, cùng kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, đại đức tăng ni hiện diện tại đạo tràng buổi lễ hôm nay. Kính thưa ông Ngô Hùng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị xã, cùng các vị lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận thị xã Vĩnh Châu cũng như địa phương sở tại, kính thưa quý nhà mạnh thường quân cùng quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ, cùng quý Phật tử tham dự buổi lễ đặt viên đá xây dựng tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm tại Quan Âm Đông Hải hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, hôm nay thật là một duyên lành lớn đối với Phật giáo Sóc Trăng, nói riêng là thị xã Vĩnh Châu, mà được Thượng Tọa trụ trì thể hiện cái tinh thần của người con Phật qua lòng tín ngưỡng của quần chúng. Dù có đạo, không có đạo, nhưng mà có lòng tín ngưỡng, đều quan tâm tín ngưỡng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì thế mà Thượng Tọa rất đa đoan công việc, nào là học viện hoặc là các chùa Giác Ngộ, các nơi, nhưng Hòa Thượng dành thời gian quý báu để vận động những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và quỹ đạo Phật ngày nay để tôn tạo Đức Tượng Quan Thế Âm ở tại thị xã Vĩnh Châu này. Như lời Thượng Tọa phát biểu khai mạc để giải thích một số biểu tượng qua kinh điển mà Đức Phật hoặc chư vị Bồ Tát để chỉ dạy để cho người con Phật dù xuất gia hay tại gia noi theo cái gương hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm để tu tập đem đến sự an lạc, hòa bình cho thế giới, hạnh phúc cho nhà nhà, mọi nơi. Cho nên, đó là một cái điểm tựa tâm linh cho toàn thể quần chúng, Phật tử, cũng như những người tín ngưỡng để nương tựa về mặt tinh thần. Trong cuộc sống, chúng ta rất nhiều mặt. Nhưng mặt thứ nhất là mặt vật chất để lo ổn định đời sống bản thân, nhưng mà thiếu mặt tinh thần
thì nó sẽ hụt hẫng. Nên Bồ Tát Quan Thế Âm là một cái vị để nương tựa tinh thần của quần chúng, mà nói gì sâu sắc hơn đối với Phật tử, tín đồ, thậm chí tăng ni mà nương vào cái phẩm kinh, 128 phẩm kinh Pháp Hoa về cái phẩm Phổ Môn. Nếu chúng ta có tu tập, có nghiên cứu hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, cái gương hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm là một pháp môn tu thiền sâu sắc. Mỗi khi chúng ta gặp sự kiện bất trắc, sự kiện trở ngại, chúng ta âm thầm quán lợi tự tánh, thì cái tâm mình sẽ buông xả, cái tâm thanh tịnh, thì cái lòng từ bi, cái tâm hỷ xả sẽ đến ngay bản thân của mình, thì sẽ đem đến sự hạnh phúc bản thân và sẽ giải hòa được gia đình hoặc xã hội hay mọi nơi. Cho nên một pháp môn tu mà mọi người phải cần quan tâm ở phần tu tập. Cho nên Thượng Tọa, đây là một cái phương pháp truyền bá chánh pháp, truyền đăng tục diệm cho tăng ni nói chung, nói riêng là ở tỉnh Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu, để tu tập hướng về con lời dạy gương lành, cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, đem đến sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho thế giới. Với cái công đức này thì chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, nhất là chư Phật hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm luôn gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Thể Kinh An Vũ Trụ Ta Bà, để làm bóng mát dìu dắt truyền đăng tục diệm cho mọi người ở đất nước Việt Nam hoặc là các nơi, hướng về với Tam Bảo tu hành, đem đến sự an lạc trong đời sống và giải thoát trong mai hậu. Và cũng xin thành tâm cầu nguyện chư Phật chứng minh công đức cho những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, quý Phật tử luôn được thân an tâm lạc, giữ vững niềm tin trong ánh hào quang của chư Phật để tinh tấn tu hành, đạt đến sự hoài bão như ý nguyện của mỗi Phật tử chúng ta. Thì sau đây thì qua cái lời phát biểu của ông Bí thư thị xã ủy, thì chúng tôi được nghe và được biết ông đã quan tâm từ khi nhận mảnh đất này và mãi đến ngày nay trên 3 năm luôn quan tâm. Cho nên vì vậy, để muốn cho cái đức biểu tượng Đức Quan Âm được thành tựu như ý nguyện và sớm thành công, thì những vị ở trong thi công nên hợp tác với chánh quyền địa phương về mặt thủ tục hành chánh cho nó hoàn chỉnh, để cho làm việc cho nó thuận lợi. Và rất mong nói riêng là ông Bí thư, nói chung là các ngành lãnh đạo nên quan tâm hơn nữa. Nơi nào con người có tu tập, nơi nào con người có học Phật, nơi nào con người có thể hiện lời Phật dạy, thì nơi đó con người được tăng nhân cách nhân phẩm. Gia đình nào có đạo đức, gia đình đó có hạnh phúc. Ở địa phương nào có đạo đức thì địa phương đó ổn định. Đất nước nào có đạo đức thì đất nước đó ổn định và phát triển. Bởi vì cái văn hóa đạo đức cần phải lưu truyền vào mỗi con người và xã hội. Bởi vì cổ nhân có dạy, làm thầy thuốc sai lầm giết một người, làm địa lý sai lầm giết một họ, làm đạo đức sai lầm mà giết hại muôn đời, mà đạo
chánh pháp, lời dạy của Đức Phật là chân lý, đem đến sự an vui, hạnh phúc và giải thoát cho mọi người, mà thể hiện qua cái tinh thần từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên mong rằng các ngành các cấp nên hỗ trợ thêm nữa để cho các công trình, những công trình tiếp nối của Quan Âm Đông Hải được thành công viên mãn, để làm cái điểm tựa tâm linh nói chung, nói riêng là ở địa bàn Sóc Trăng chúng ta. Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ gia hộ cho công trình được sớm hoàn thành để phục vụ cho chúng sinh, và cầu nguyện cho các sinh chúc lành các vị lãnh đạo chính quyền. Mặc dù hôm nay Chủ Nhật nhưng mà quý anh em đến đây đó là thể hiện cái tinh thần quan tâm rất cao đối với Phật giáo nói chung, là nói riêng với Quan Âm Đông Hải. Chúc cho quý vị thì được dồi dào sức khỏe, mọi việc trong cái làm việc của mình được hanh thông, gia đình được luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho tất cả quý Phật tử và những mà mạnh thường quân luôn luôn trong cuộc sống được thuận duyên, may mắn để hộ trì chánh pháp và làm các công tác từ thiện, xin an sinh xã hội, thể hiện cái lòng từ bi mà Đức Quan Thế Âm đã chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh cùng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải, thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải, chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự quan lâm chứng minh và phát biểu đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng Minh, Chứng Minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Những lời sách tấn của Hòa Thượng, tất cả tăng đoàn và Phật tử chúng con đồng phát nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và nhân dịp này, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với ông Ngô Hùng, Bí thư Thị ủy thị xã Vĩnh Châu, người đã rất tận tâm giúp đỡ chùa Quan Âm Đông Hải từ những ngày đầu tiên vào năm 2019 cho đến ngày hôm nay. Nhờ những giúp đỡ đặc biệt đó và các công trình xây dựng các hạng mục của chùa Quan Âm Phong Hải được thành tựu mỹ mãn, và tất cả chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đồng hành với lãnh đạo của thị xã trong các hoạt động an sinh xã hội. Xin tất cả quý Phật tử dâng cao tràng vỗ tay để bày tỏ lòng cảm kích. Và nhân dịp này, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hồng, Hòa Thượng Thích Thiện Thạnh, Hòa Thượng Thích Minh Thành, Thượng Tọa Thạch Khuôn, Thượng Tọa Thích Nhật Quang, Đại Đức Thích Thiện Nguyện, Thượng Tọa Thích Định Hương, cùng với ông Ngô Hùng, ông Trần Chí Văn và ông Phan Văn Tuấn, và Phật tử Giác Từ Bi cùng nguyện hương để chú nguyện cho công trình này cùng với Chư Tôn Đức hiện diện. Và sau đó thì cung thỉnh Chư Tôn Đức và các vị đã được nêu tên làm lễ xuất đất động thổ lấy ngày khởi công xây dựng tượng đài Quan Âm Đông Hải. Chúng con đây đầu cung thỉnh quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa Đại Đức Quan Hỷ Niêm Hương. Hương thơm dân Bồ Thân Đức Tọa Tường, Bồ Đề Tâm Gông Chẳng Suy Lượng, tùy chỗ phóng hào quang, lành tổ khuy thường dân cung pháp trung dương. Nam mô cung dường Bồ Tát, Nam mô cung dường Bồ Tát,
Nam ơn cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Từ thời Việt Nam quốc Sóc Trăng tỉnh thị xã Vĩnh Châu, chùa Quan Âm Đông Hải thượng tọa trụ trì, hiệp ma cùng tăng chúng đệ tử thập phương phát tâm xây dựng tượng đài cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nay là ngày lành tháng tốt, chúng con niệm hương cầu nguyện Đức Cứu Khổ Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho công cuộc xây dựng sớm được hoàn thành. Tùy tâm nguyện mang hồi hương công đức cho quý Phật tử nam nữ phát tâm cầu tiêu tai tiêu nạn tận bệnh tai ách tiêu trừ sở nguyện tùng tâm các tường như ý. Âm dương lượng lời hòa với nhân thiên, đồng hóa hữu duyên đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tầm Thịnh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Tiếp theo phần nguyện hương là khóa lễ Bắc Tông. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cử hành khóa lễ. Thế kệ trùng tuyên bây giờ trong hội ngày vô tận ý trùng tuyên tỉ mỉ. Thế kệ Đức Thế Tôn tương tốt con xin được hỏi người vì sao có Bồ Tát. Âm Phật chỉ dạy ân cần hỡi này vô tận ý vì hạnh nguyện Quán Âm. Sâu như biển nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn theo hàng nghìn Đức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh. Tự sanh nay ta chỉ nói lược hoặc bị người độc thâm xô vào hầm lửa lớn. Hồ sen hoặc trôi dạt biển lớn gặp nạn quỷ cá rồng niệm thần lực Quán Âm sông dữ không chìm đằng. Bị người xô rớt xuống niệm thần lực Quán Âm như mặt trời trên không hoặc bị người giữ rượt. Âm chẳng tổn đến mãi lòng hoặc bị giặc vây hãm cầm đau trường sát hại niệm thần lực Quán Âm. Xâm chết niệm thần lực Quán Âm kiếm đao gãy từng khúc hoặc ngục tù tội vương tay chân. Tự do khỏi khổ ách hoặc bị kẻ ác tâm trù yếm phục thuộc độc niệm thần lực Quán Âm. Wow.
và quỷ đói niệm thần lực Quan Âm, không loài nào dám hại, bị tu giữ vây quanh. Chúng cúp đuôi bỏ chạy, bò cạp rắn hổ mang, ơi độc phun thiêu đốt niệm thần lực Quan Âm. Khầm chốn niệm thần lực Quan Âm, tất cả liền tiêu tan, bị tranh chấp kiện tùng. Niệm thần lực Quan Âm mà quán thù liền lui tan, chúng sanh bị khổ nạn, thân chịu nhiều bức bách. Có đầy đủ sức thần thông, khéo tu pháp phương tiện, trong quốc độ mười phương. Khổ sanh già bệnh chết nhờ thần lực Quan Âm, khổ đau đều chấm dứt qua chân quán thanh tịnh. Thường cầu thường chiêm ngưỡng thanh tịnh nên không nhớ, trí tuệ phá tà ám điều phục nạn gió lửa. Lòng từ tờ mây lành, mưa tuôn pháp cam lộ, dập tắt lửa não phiền, tiếng diệu tiếng Quan Âm. Thế gian ấy thường xuyên quang chiếu, mọi niệm chớ sanh nghi, Quan Âm bực tịnh thanh, Ngài là nơi quy y. Mãn thương nhìn chúng sanh, Ngài chính là biển phước, nên đảnh lễ chí thành công đức nghe kinh. Bồ Tát tên là Trì Địa, chắp tay thưa Phật bạch đứng Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe được đạo nghiệp cũng như công đức, thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít, khi nghe Phật nói phẩm phổ môn này 84.000. Chánh giảng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát kệ tán Quan Âm, Quan Âm đại sĩ đức hiệu viên thông. Khổ chốn chốn hiện thân, vần dù các cõi cứu thoát trầm luân, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Tát Sa Bác Quê Tô Ng Ra Tô Sam Ma Sam Pun Thế Sân. Nam Mô Tát Sa Bác Quê Tô Ng Ra Tô Sam Ma Sam Pun Thế Sân. Nam Mô Tát Sa Bác Quê Tô Ng Ra Tô Sam Ma Sam Pun Thế Sân. Chị Yên Tô Phụ Thị Yên Mô Lê Sạc Giang Năng Nâng Thị Vân Thân Nô Y Hoàng Toàn Vị Chị Yô Hô Vị Chị Yaso chi yaman kale apara chitta parang ke sai se patave pao kare apise ke sa papa
thiên năng ca pa ta pa mo ta ta sa na ca ta sa mang ca la sa pa pi ta sa thay ta sa kha na tha ma ta cha sa ya tham brahma cha rai sa pa ta khai năng ca ya cam mang vi cha cam mang pa ta khai năng pa ta khai năng ma na cam mang pa nay thay ta pa ta khai năng pa ta khai năng ni ca tva na la pa ta te pa ta khai na ta pa pu ti no pi a ve na ta pa ta mi no pi a ve na sa pa sang ki a no pi a ve na po ta ra ta na ta ma ra ta na sang kha ra ta na ta na ra ta na na nga no pi a ve na cho ta ra sa ta sa sa ta ma khan ti no pi a ve na pa da ka ta ya no pi a ve na cha na sa va ka no pi a ve na ta pe te ro ki a ta pe te pe ya ta pe te an ta ra ya sa pe te ta ni ma ta sa pe te a va mang ka le vi ni a san ta a yu van tha ka ta na van tha ka se re van tha ka ya sa van tha ka pa la van tha ka van ne van tha ka sa kha van tha ka han tu sa pa ti a ta ka ra ka pa ya we ri a sa ka san ta cha pa ta vi a an ne ka an ta ra ya pe vi ni a san ta cha te cha sa chi a sa ti ta na le pe sa ti pe ka ya sa ka ang pa la pe re a yu cha van na cha po ka ang wa te chi a sa va sa ta va sa cha a yu cha chi va san te pe van to te Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã cử hành các khóa lễ tụng kinh chúc phúc cầu an cho công trình được sớm hoàn thành viên mãn. Tiếp theo chương trình là bài hát Tình Thương Bồ Tát sáng tác của Thượng Tọa Thích Nhất Từ, hòa âm Nhi Thanh với phần trình bày của ban đầu ca Phật Âm Chùa Giác Ngộ. Xin đại chúng hãy dâng cao một tràng pháo tay để chào đón. Tình thương Bồ Tát như mẹ hiền, cứu độ chúng sanh khắp mọi miền. Nơi nào tâm thanh liền cứu khổ, không còn chìm đắm cõi trầm luân. Nhân loại thoát khỏi nạn tai ương, sống tình thức trong phút giây hiện tại, luôn bình an khi đi đứng ngoài năm. Lạy Bồ Tát đấng từ bi cứu vãn, giúp cho con tinh tấn trên con đường, phụng sự đời cảm thông và hiểu biết, sống hài hòa hóa giải mọi chướng duyên, để cho mọi người sống trong bình yên. Tình thương Bồ Tát như mẹ hiền, cứu độ chúng sanh khắp mọi miền. Nơi nào tâm thanh liền cứu khổ, không còn chìm đắm cõi trầm luân. Tình thương Bồ Tát như mẹ hiền, cứu độ chúng sanh khắp mọi miền. Nơi nào tâm thanh liền cứu khổ, chìm đắm cõi trầm luân.
dân thân, giúp nhân loại thấu hiểu được lý chân, sống an lạc ở mọi nơi mọi lúc, không thù lâu, không oan trái căm hờn. Lạy Bồ Tát đấng từ bi vô úy, giúp tâm con chân chánh luôn khiêm nhường, tận tình nhiều sẽ chia và cống hiến, sống hòa bình biến trở ngại thành công, để cho hận thù trở thành tình thân. Tình thương Bồ Tát như mẹ hiền, cứu độ chúng sanh khắp mọi miền, nơi nào tâm thanh liền cứu khổ, không còn chìm đắm cõi trầm luân. Tình thương Bồ Tát như mẹ hiền, cứu độ chúng sanh khắp mọi miền, nơi nào tâm thanh liền cứu khổ, không còn chìm đắm cõi trầm luân, không còn chìm đắm cõi trầm. Tiếp theo chương trình, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hồng, Hòa Thượng Thích Thiện Thạnh, Hòa Thượng Thích Minh Thành, Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Thượng Tọa Thích Nhật Quang, Đại Đức Thích Thiện Nguyện, Thượng Tọa Thích Định Hương, ông Ngô Hồng, ông Trần Chí Vân, ông Phan Văn Tuấn, Phật tử Giác Từ Bi, tiến lên lễ đài để cử hành nghi lễ xúc đất, xây dựng móng cọc tượng đài Bồ Tát Quan Âm.